Hello anh em ha, sáng nay anh em có đọc báo lướt Facebook rồi này kia chưa? Anh em thấy không? Sáng nay thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ổng đi họp Quốc hội kỳ họp bất thường rồi đó. Tức là sau cái tin đồn ổng như thế này hay nọ của trên top mấy đại ca hay đồn nữa ha. Tin mặt rồi này kia các kiểu thì sáng nay là mọi chuyện đã diễn biến xoay chuyển rồi ha. Thì người đốt lò vẫn là đốt lò ha, thì anh em nào mà có nhu cầu đốt lò mua cưa cắt củi để đốt lò giống như Tổng Bí thư ha, thì liên hệ em nha. Bữa nay thì nói chung là vui quá nên là chơi cho anh em ba cái con máy là xả hàng nha. Chúc mừng người đốt lò vĩ đại, sức khỏe ha, để củi tươi cũng phải cháy ha. Thì đây là những cái máy cưa mà có thể là cắt củi khô cũng được mà củi tươi cũng được, là cắt hạ hết nha. Thì hôm nay là khá là vui nên là lên cho anh em một cái lô, có thể nói là vừa xả kho vừa ăn mừng luôn đó, giá cực kỳ rẻ cho anh em từ đó tới giờ luôn ha. Ví dụ như có con Atin 041 này ha, bữa nay em xả cho anh em giá là cực kỳ hôm nha. Bình thường là phải tầm 2 triệu trên 2 triệu nha, bữa nay giả cho anh em là 1,7 triệu thôi ha. Đó, máy này thì chạy xích còn khá là ổn, con này xích mới luôn nè. Đó, con này là xích mới luôn, nội bộ xích là hay lời rồi nha anh em. Con Atin 041 này thì nói chung là công suất nó tới 61cc nha. Đó, bữa nay mình cắt củi mà cắt củi tươi rồi này kia nên là lên cho anh em những cái dòng máy công suất lớn nha. Con này là 61cc nè, bán cho anh em con 1,7 triệu thôi nha. Đây thông tin nè ha. Đó, địa chỉ của em ha, anh em nào mua thì liên hệ và làm theo cái cách đặt hàng ha. Thì cứ đặt theo là khoảng là từ 10% giá trị máy nha. Ví dụ cái máy 1,7 triệu thì anh em cọc cho em 200.000 là ok ha. Đó. Rồi còn cái con này là Echo nha, Echo này Echo 452 ha. Con này thì xả cho anh em luôn là giá chỉ có 2,50 triệu mà đi Calam Latin nha. Ở con này là Echo 452, dòng này thì là khai thác là anh em xài gia đình cũng ok luôn nha. Ở khá là tiết kiệm xăng ha, và xài là xài lam trượt nha. Con này thì là lam trượt ha. Rồi còn cái con này là nòng đứng nha, con này thì Makita, con này có van xả áp luôn nha. Đó, con này máy thì còn khá là đẹp, con này thì nòng đứng khoảng 37cc, vừa tầm cho anh em xài. Vừa gia đình mà vừa khai thác hoặc là xách đi rừng đi cưa mướn đồ này kia các kiểu là ok luôn nha. Ha. Đó. Có cái lam này, lam zin của nó, anh em nào muốn mà lam đẹp, muốn em mạ bạc lên, em mạ inox lên cho anh em là mạ ok luôn nha. Đó, đơn giản lắm, tại vì em muốn giữ zin cho anh em cái mặt chữ ở bên đây nó còn chữ Makita đẹp thôi. Đó, còn anh em mà muốn mà lên cái lam cho nó đẹp em làm miễn phí cho anh em luôn ha, là mạ bạc lên thôi, cái đó đơn giản. Đó. Con này thì bán cho anh em là 1,750 triệu nha, máy là chạy là ok ha. Đó. 37cc nòng đứng mà có van xả áp luôn. Rồi còn con bên đây á là Echo 452 ha. 452 thì là 45cc mà giá chỉ có 2,050 triệu thôi nha anh em. Đó, giá chỉ tầm 2 triệu thôi mà toàn là hàng ngon ha. Ví dụ anh em xài gia đình mà cỡ cái cây dừa trở lại anh em lấy con này là cũng được rồi. Còn ví dụ như anh em cưa cây trọng trọng hoặc là cây mà nó hơi cứng có mũ đồ như cây mít rồi đó thì anh em nên lấy hai thằng này thì xài sẽ rất là ok ha. Cái dòng Atin 041 này thì em cũng hay bán chạy cho những anh em ở trên vùng Tây Nguyên nè. Rồi những anh em ở vùng Cà Mau cưa cây đước, cây tràm rồi người ta cưa số lượng nhiều á. Người ta ví dụ như cây đước, cây tràm người ta sắp người ta gom lại chậm lại thành nhiều cây á. Người ta lấy nguyên một máy này người ta xẻ từ trên xuống luôn. Thì anh em xài hai cái máy này là rất là ok nha. Đó, thì như vậy là nếu anh em nào mà hít công suất mà khỏe anh em lấy con này mà muốn cái công suất mà nó vừa hài hòa. Nó vừa lớn hơn con này mà lại nhỏ hơn con này mà lại có cái vừa mạnh mà lại vừa có ưu thế là tiết kiệm xăng thì anh em lấy cái dòng Echo 452 này cho em nha, là ok nha. Cái dòng 452 này thì cái đời nó ok hơn cái thằng 451 ha, nó có thêm nhiều cái chức năng chống rung. Thằng 451 thì nhìn cái thiết kế nó hô hơn, còn thằng 452 này thì là nó có xỉa gỗ rồi này kia các kiểu luôn ha, rồi có chắn xích luôn nè ha, cái chặn xích nè, chặn xích nó là chặn xích bằng kim loại luôn. Khá là cứng nha, con này chặn xích rồi còn chưa hoạt động nha, chưa bị xài tới luôn. Cái lốc thì nó có dập made in Japan ha. Rồi còn con này thì là sản xuất tại Đức nha, made in West Germany ha. Cái mặt ốp của nó còn ken xà beng nha anh em, mặt ốp là nước sơn zin mà còn rất là đẹp nha. Đó, con này phải nói là giá quá hôm nha. Đó, con này bán cho anh em là giá 1,7 triệu nè, Atin 041 ha, hàng Đức. Con này thì hàng sản xuất tại Nhật nha. Rồi, con này thì sản xuất tại Đức nha. Rồi mình nói chung là mình lên ba con thôi. Đó, là đủ về anh em đốt lò rồi ha. Rồi anh em nào có nhu cầu đốt lò cắt củi, cắt củi tươi, cắt củi khô thì liên hệ em nha, số hotline đây nè. Rồi cảm ơn anh em ha, nhớ đăng bấm cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng bật chuông để nhận tất cả thông báo khi mình lên video mới ha.